Rồi, so sánh nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg cồn C250H và 1 kg chi styrene, đúng rồi, C57H110O6 có trong thành phần của mỡ lợn. Chúng ta có phương trình. Rồi, các bạn ghi phương trình kìa. C2H5OH cộng cho O2 bao O2 nha. Lưu ý ở trạng thái chất tôi không ghi. Dù là L trạng thái lỏng đúng không? G trạng thái khí là tôi không ghi. Các bạn tự ghi nha. Tôi giải nhanh thì tôi sẽ không ghi mấy cái này, tốn thời gian quá. CO2 cộng cho 3HO. Rồi delta của nó sẽ bằng delta R. Đây tôi còn ghi tắt cái này, delta R hút chỗ này sẽ bằng trừ 1365. Không ghi đơn vị luôn. Các bạn tự hiểu nha. Ok, nó không đúng chỗ. Rồi C57 ghi dưới đây, chữa lỗ trống rồi mình đúc mol vào này. C57H 110 O6 cộng cho O2 gì đó, phương trình đó các con tự ghi nha. Rồi ra được CO2 cộng cho 57 CO2 55 H2O, các bạn tự ghi luôn. Tôi ghi delta R, cái gì quan trọng thì tôi ghi ra thôi. Trừ 35, các bạn có thể coi cái mô tả này trong cái phương trình ở dưới ha. Trừ 35 807, trừ 35.807, trừ 35.807 kilojoule. Để nó bảo là đốt cháy 1 kg cồn, tức là C250H ở này nè, và đốt cháy mỡ lợn, thì thằng nào sẽ thu được cái lượng nhiệt nhiều hơn, thì so sánh lượng nhiệt tỏa ra đấy. Ok ha, chúng ta đến số phương trình ha. Thì phương trình này bưng cái mặt này ra coi, phương trình này là phương trình số 1, phương trình này là phương trình số 2. Đó, chút xíu chúng ta so sánh hai cái phương trình này để coi thằng cu nào nó nhiều nhiệt hơn thằng cu nào. Phương trình số 1 và phương trình số 2 ha, tôi mới đến số. Rồi, chúng ta tính mol lên đi các con. Chúng ta có số mol của C2H5OH đúng mà bằng nhiêu. Tôi tính mol xong tôi xóa cái thôi. Số mol của C2H5OH thì các bạn cứ lấy bình thường này, 1 kg cồn thì các bạn quy đổi qua đơn vị gram á thì là 1000 g, thì 1 kg bằng 1000 g. Đúng không ạ? Vậy lấy 1000 chia 46, mà lớn của C25H là 46, nó mới tính bấm. 1000 chia cho 46. 1000 chia cho 46, 1000 chia cho 46. Các bạn nghe được là 21,739, 21,739. 21,739. 21,739 mol. Ồ, 21,739, 21,739 mol. Rồi tương tự như vậy các bạn tính được ghi nha. Số mol của mỡ lợn là C57H110O16. Rồi tương tự lấy số mol tính mol luôn. Tính mol là thao tác cực kỳ cù bắp của mấy anh chị đang học phổ thông. Đúng không? Thì chúng ta tính mol bình thường. Đây cũng cho 1 kg luôn thì cũng tương tự, các bạn lấy 1000 chia cho bấm phân số đúng không? 1000 chia cho cái m lớn tương ứng của mỡ lợn C57H110, C57 12 nhân 57, C57 C57H110 110 cộng cho O6 làm cho 16 nhân 6 1,124. 1,124 hay là các bạn hãy ghi là 1,1236. 1,1236. 1,1236 mol. 1,1236 mol, 1,1236 mol. Rồi ok. Rồi chúng ta có này rồi, hiện ta nhân chéo chi ngang thôi. À, các bạn để ý cứ ví dụ trong phương trình số 1 này, cứ 1 mol C2H5OH. Rồi thì phương trình số 1 thì số cân bằng là 1 mà, cứ 1 mol C2H5OH thì sẽ tỏ ra lượng nhiệt là 1365 kilojoule. Vậy bây giờ 21.739 mol thì tỏ ra lượng nhiệt bao nhiêu, thì con biết tam suất nhân chéo chi ngang rồi. Chúng ta sẽ lấy 21.739 nhân cho trừ cho 1365 và chia lại cho 1 nhân chéo chi ngang, đúng không ạ? Rồi ok, 21,739 21,739 21,739 nhân 1,3365 29.674, gần bằng ha. 29.674 kilojoule. 29.000 chéo chi ngang này, vậy là ra 29.674
674 kJ, đơn vị các bạn tự ghi nha. À, nhân chéo chị ngang. Rồi tương tự phía dưới này cũng vậy, nhân chéo chị ngang. Lấy 1.1 1.1236 nhân trừ cho 3.5807 chia cho hệ số cân bằng của hàng này là 1. Rồi các bạn ra được con số cần tìm. Đơn giản vậy thôi. 1.1236 1.1236 1.1 1236 nhân cho 1.1236 nhân cho 1.1236 nhân cho 35807 rồi 40.233 gần bằng 40.233 40.233 kilojoule. Và đơn vị các bạn lưu ý nha, hai số này đều ra số âm cả, tức là đốt cháy một cái lượng mol như vậy sẽ tỏ ra cái lượng nhiệt ở trên, nó thì tỏ ra lượng nhiệt là 29.674 kJ, còn phía dưới thì tỏ ra lượng nhiệt là 40.000 nó không có dấu phẩy nha, 40.233 kJ, đúng không ạ? Thì lúc này ở đây chúng ta thấy là ở dưới sẽ tỏ ra lượng nhiệt nhiều hơn. Vậy bạn suy ra kết luận cuối cùng ha, đốt mỡ lợn là đốt chi styrene trong đề đó, tức là đốt mỡ lợn là công thức là C57H gì đó các bạn, đúng không? C57. Rồi các bạn tự ghi công thức nha. Đốt mỡ lợn sẽ tỏ nhiệt nhiều hơn. Đốt mỡ lợn sẽ tỏ nhiệt nhiều hơn khi mà so với đốt với cồn. Rồi ăn tiền là thằng cu đốt mỡ nó nhiều hơn. Tức là đốt mỡ sẽ tạo ra lượng nhiệt nó nhiều hơn. Tại vì rõ ràng là cái số đó nó sẽ âm hơn. Số càng âm thì tỏ ra lượng nhiệt càng nhiều, đúng không ạ? Thì đốt mỡ lợn sẽ tỏ ra cái lượng nhiệt nhiều hơn, nên là nóng hơn khi so với đốt một cái lượng cồn 1 kg. Bên nào rảnh đốt thử, cảm nhận. Có gì không gọi bạn bình luận bên dưới, được chưa?